Thưa quý vị, vào tối ngày 26 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra đêm nhạc từ thiện thu hút được nhiều mạnh thường quân, khán giả và 100 khách mời là các ca sĩ, diễn viên, người mẫu đến tham gia ủng hộ chương trình. Toàn bộ số tiền thu được sẽ làm quỹ từ thiện để mang đến 10.000 phần quà cho trẻ em khuyết tật, mồ côi cơ nhỡ tại các mái ấm trên cả nước. Trong không gian của một sân khấu không quá lớn, đêm biểu diễn đã tạo ra một chương trình nghệ thuật đầy ý nghĩa với khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau, cùng khách mời đến tham gia chương trình nghệ thuật từ thiện hôm nay. Để có được những tiết mục biểu diễn trong vòng gần 4 tiếng đồng hồ, chính là những đóng góp của nhiều anh chị em nghệ sĩ trong nhiều ngày tập luyện. Các tiết mục biểu diễn như kịch, hát được trình diễn trên sân khấu là tất cả sự nỗ lực của các nghệ sĩ, diễn viên đang đi tìm niềm vui cho những em nhỏ chờ đợi những vòng tay ấm áp giúp đỡ. Tôi thấy đây là một cái chương trình mang ý nghĩa rất lớn vì toàn bộ các xe đều quyên góp cho trẻ em. Mình mong cũng có nhiều chương trình tương tự như vậy để giúp các em nó có nhiều niềm vui hơn. Với cuộc sống bây giờ của mình thì 200 ngàn này không phải là nhiều, nhưng để mà góp một cái số tiền đó cho những em mà nó đang còn khó khăn ấy, thì nó là một cái động lực và một cái món quà nó đựng cho các em nó những hoàn cảnh khó khăn mà để có thể vươn lên cuộc sống. Toàn bộ số tiền thu được sẽ đưa vào quỹ từ thiện để mang đến 10.000 phần quà cùng 900 phần quà khác được nghệ sĩ Minh Béo nhận hỗ trợ từ các mạnh thường quân sẽ trao tận tay cho 900 trẻ em ở các mái ấm trên cả nước. Đặc biệt, đêm diễn sẽ được truyền hình trực tiếp trên YouTube để cộng đồng mạng và thế giới có thể theo dõi cùng chung tay góp sức chung với chương trình. Chiều nay lúc 2 giờ thì Minh Béo cho 900 phần quà cho tất cả các em ở mái ấm tại Sài Gòn. Sau cái đêm diễn này, Minh Béo sẽ cho 9.000 em còn lại trên toàn quốc. Đây là một cái chương trình từ thiện rất là tốt. Bởi vì khi mà có cả 100 nghệ sĩ để đóng góp, chương trình đã đem đến cho các em một niềm vui. Thì Giao Linh hy vọng là trong tương lai sẽ có được nhiều chương trình như thế này. Đây là một cái chương trình nghệ thuật để dành tặng cho khán giả. Thì họ dùng công sức của mình, họ dùng những cái khả năng mà mình đang có, đó là cái tài biểu diễn của mình, để tặng khán giả một cái chương trình. Và ngược lại thì khán giả sẽ bỏ tiền mua vé để số tiền đó sẽ ủng hộ cho những cái chương trình từ thiện. Những chương trình âm nhạc từ thiện được tổ chức không chỉ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho các em nhỏ trên khắp cả nước, mà còn là niềm động viên lớn, sự sẻ chia của cộng đồng muốn gửi đến các em. Thông qua hoạt động từ thiện ý nghĩa mà những người làm nghệ thuật cùng những mạnh thường quân gửi đến các em kém may mắn trong xã hội.